của hai em Quý với lại Nguyên. Thôi bây giờ thực sự là có việc anh đi trễ xí, nhưng mà mọi thứ thì anh cũng phải rồi. Thì hôm nay thì cũng chúc hai em ra đời khúc thì gửi đến các hồ trường trung tâm này một cái khúc gọi là Bài Ca Hà Nội. Bài này thì xin phép là dùng tài liệu luôn xí. Sau bài này là xin phép hát bài nữa và trẻ xin.